Nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ mãn kinh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, song song đó, bệnh còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy nguyên nhân triệu chứng của bệnh nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ mãn kinh là gì? Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong một chủ đề được rất nhiều phụ nữ quan tâm, đó là nhiễm trùng tiểu sau mãn kinh. Tôi là bác sĩ Lê Phúc Liên, trưởng đơn vị niệu nữ của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Mãn kinh là một cái giai đoạn mà phụ nữ gần như tắc kinh hoàn toàn trong vòng 12 tháng. Và khi mãn kinh thì có một cái lượng estrogen và progesterone giảm sụt hẳn hoàn toàn. Với những cái giai đoạn này thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng khó chịu trên đường niệu dục. Từ đó thì cái nhiễm trùng tiểu nó cũng dễ xuất hiện ở giai đoạn này ở phụ nữ. Do đó thì nhiễm trùng tiểu ở giai đoạn mãn kinh thì nó cũng gần như về triệu chứng cũng như là chẩn đoán thì gần như là nhiễm trùng tiểu trong cả cuộc sống của phụ nữ. Tuy nhiên thì nó có thể xảy ra thường gặp hơn trong giai đoạn này. Nhiễm trùng tiểu thì có nhiều nguyên nhân do vi trùng thường trú cũng như là nguyên nhân do vi trùng lây qua đường tình dục. Tuy nhiên thì ở phụ nữ mãn kinh thường hoạt động tình dục suy giảm do cái giảm nội tiết tố cũng như do tuổi già, thì đa số trường hợp nguyên nhân này đều là do vi khuẩn thường trú từ đường ruột, từ ống tiêu hóa. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn mãn kinh thì phụ nữ bị nhiễm trùng tiểu nhiều hơn, về lý do là do cái đường niệu dục, tức là đường niệu đạo cũng như là cơ quan sinh dục đều có những cái thụ thể estrogen và progesterone do có cùng cấu trúc phôi thai. Do đó thì khi mà trong giai đoạn mãn kinh khi estrogen và progesterone giảm thì nó sẽ làm cho các cơ quan này dễ bị nhiễm trùng tiểu hơn. Nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ mãn kinh thì về triệu chứng thì cũng giống như nhiễm trùng tiểu ở những cái giai đoạn khác trong cuộc đời của người phụ nữ. Nó bao gồm những triệu chứng đường tiểu dưới như là tiểu gắt, tiểu buốt, đau bụng, tiểu máu và nước tiểu đục. Do đó ở bất cứ những khi có triệu chứng tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu máu và tiểu đục hoặc đau bụng dưới kéo dài trên 24 tiếng sau khi mình uống nước không giảm thì nên đi khám bác sĩ sớm. Đối với nhiễm trùng tiểu thì khi mà mình không điều trị sớm có thể gây những trường hợp viêm màng quang mãn tính kéo dài và khó điều trị. Ngoài ra thì có thể gây lên viêm thận, bể thận cũng như nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Thì đây đó là những biến chứng rất nặng của trường hợp nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Đối với nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ mãn kinh thì nó sẽ có nhiều cái điều trị khác so với những nhiễm trùng tiểu ở những giai đoạn khác nhau của phụ nữ. Trên nguyên tắc thì nhiễm trùng tiểu thì mình phải điều trị bằng kháng sinh. Kháng sinh này có thể là kháng sinh kinh nghiệm theo kinh nghiệm của bác sĩ cũng như là kinh nghiệm của vi khuẩn ở trong dân số. Thứ hai là nhiễm trùng mình sẽ điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, tức là cái nước tiểu từ mẫu nước tiểu của bệnh nhân. Ngoài ra thì đối với ở phụ nữ mãn kinh, do mình biết cái nguyên nhân của nó là do giảm estrogen, do đó một số trường hợp mình sẽ phải bổ sung estrogen tại chỗ bằng thuốc đặt ở vùng âm đạo cho phụ nữ để tạo cái môi trường cũng như là tạo được cái pH âm đạo tốt giúp chai phòng tránh nhiễm trùng về sau. Ngoài ra thì có một số cái thủ thuật về laser cũng có thể giúp cho cái âm đạo nó có tăng cái collagen cũng như là dày thành âm đạo thêm, cũng như là tăng sinh mạch máu ở vùng âm đạo, giúp giảm pH của âm đạo cũng như là tăng sinh môi trường vi khuẩn thuận lợi. Sau khi điều trị thì người bệnh cần phải chăm sóc và theo dõi cũng giống như nhiễm trùng tiểu thông thường, là mình sẽ theo dõi những cái thói quen, ví dụ như là thói quen vệ sinh sai, tức là mình sẽ vệ sinh từ sau ra trước. Cái thói quen đúng tức là mình vệ sinh vệ sinh từ trước ra sau để tránh đem vi khuẩn từ vùng hậu môn ra đến vùng âm đạo cũng như niệu đạo. Ngoài ra thì bệnh nhân cần uống đủ nước, tránh nhịn tiểu lâu trên 3 tiếng, chú ý khi sử dụng nước rửa phụ khoa. Thì một số trường hợp nước rửa phụ khoa nó sẽ làm tăng cái sự khô của vùng âm đạo cũng như là tiêu diệt những cái vi khuẩn thường trú, những vi khuẩn tốt trong âm đạo gây nhiễm trùng tiểu kéo dài. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chủ đề sau.